Thưa quý vị và các bạn, ngoài ý nghĩa tín ngưỡng, lễ mừng cơm mới của đồng bào Sira còn là dịp để các dòng họ tưởng nhớ những người đã khuất, biểu thị sự đoàn kết và sức mạnh cộng đồng, và cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng ấm no, sung túc. Cuộc sống của người dân tộc Sira bền chặt với núi rừng. Điều kiện canh tác khó khăn, đồng bào Sira luôn mơ ước về sự no đủ. Theo quan niệm của người Sira, trong suốt quá trình sản xuất của gia đình và dòng họ, luôn có sự che chở của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Thời điểm vụ lúa đầu, người Sira sẽ lấy những hạt lúa chín đầu tiên của vụ mùa về cúng tổ tiên trước khi thu hoạch. Nghi lễ diễn ra tại gia đình trưởng họ của mỗi dòng họ. Lễ cúng thường được làm vào buổi chiều, bởi theo quan niệm của người Sira, khi mặt trời lặn, ông bà mới có thể về bên con cháu. Lễ cơm mới của bản phong tục của dân tộc Sira ấy thì có cái cội nguồn truyền thống từ ngày xưa đến giờ. Thì nói chung là cứ vào ngày Dần tháng 9 hàng năm thì chúng tôi sẽ tổ chức lễ cơm mới, nghĩa là theo cái dòng họ. Lễ mừng cơm mới là một trong những nghi lễ truyền thống đặc trưng của người Sira. Họ không chỉ tổ chức lễ tại từng gia đình của từng dòng họ riêng mà còn quây quần cả bản, cử thầy mo cùng tổ chức cúng cho cả bản. Lễ vật là những đồ ăn thức uống quen thuộc trong đời sống hàng ngày, được bà con chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Trong đó, cơm nấu bằng gạo mới, gói cẩn thận trong lá chuối, một nắm bông lúa cùng với một con sóc, một con cua, một con cá đã được chế biến, gói vào lá chuối, hấp chín, bày lên mâm cúng. Mâm cúng còn được đặt thêm bát nước trắng và một ống tre cao 15cm, có đường kính miệng khoảng 8cm, bên trong ống có men rượu, trên miệng phủ lá chuối và cắm ba que tre, tượng trưng cho bình rượu cần. 3 tháng tìm con sóc có rồi, con cua, con cá có rồi. 1 năm 12 tháng cũng đến rồi. Anh em xa gần cũng về đây đông đủ. Kính mời ông bà tổ tiên cùng nhau về hưởng thụ và ban cho con cháu sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lời cúng được lặp đi lặp lại 9 lần. Sau mỗi lần khấn, thầy mo phụ sẽ múc 3 thìa nước đổ vào ống tre, tượng trưng cho nghi thức mời rượu. Trong ngày làm lễ, ngay từ sáng sớm, tất cả các gia đình trong bản tổ chức quét dọn vệ sinh quanh làng bản, dọn nhà cửa, rửa sạch bát đũa, lau chùi các đồ dùng sinh hoạt trong nhà và sửa sang nơi thờ cúng. Đối với các đồ cúng chính như thịt sóc, phải được những người đàn ông trong gia đình chuẩn bị từ 3 tháng trước đem về sấy khô để dành đến ngày làm lễ. Cua, cá được phụ nữ ra suối bắt từ hôm trước. Họ chọn những con cua to, béo để chế biến lễ vật. Đồ cúng phải có đủ thực phẩm dưới sông, suối và trên nương, trên rừng. Và điều đặc biệt không thể thiếu đó là cơm nấu bằng gạo mới. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, chiều tối trưởng dòng họ bắt đầu nấu cơm mới và chế biến các đồ lễ bày lên mâm cúng. Sau khi mặt trời lặn hẳn, gia đình chủ tiến hành lễ cúng, mời tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã khuất về hưởng đồ lễ cơm mới. Đối với lễ cúng chung của bản thì cần một thầy mo phụ, còn tại gia đình, trưởng họ khi cúng phải có một người con trai ngồi cạnh để mời rượu ông bà, tổ tiên. Ý thì nếu một mình bố mất thì một con sóc, một con cá, một con cua. Nếu cả bố cả mẹ mất thì hai con cua, hai con cá, hai con sóc. Là bông lúa với là mấy cái mới củ mài. Tỉnh Điện Biên có duy nhất một bản đồng bào dân tộc Sira, bản Nậm Xin, xã Trung Trải, huyện Mường Nhé với 30 hộ, gần 100 nhân khẩu. Lễ mừng cơm mới, ổ ứng, khẽ ê là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần, phản ánh hiện thực cuộc sống, mang bản sắc độc đáo của dân tộc Sira. Đồng thời truyền tải những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ và thể hiện quan điểm sống của đồng bào. Đây cũng là một trong những nghi lễ độc đáo, một nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và phát huy.